Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 31 tháng 8 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Kết thúc sứ mệnh 20 năm rộng rã, người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi Afghanistan đầu tuần này. Tuy vậy, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục những nỗ lực di tản vô thời hạn hậu rút quân. Trước những cam kết có cánh từ Mỹ, thế nhưng người dân Afghanistan lại tiếp tục đưa ra những chỉ trích, hết cáo buộc chính quân đội Mỹ đã nổ súng gây thương vong. Người dân quốc gia Nam Á này lại lên án các cuộc không kích trả đũa ISK của Mỹ. Ở một diễn biến khác, Trung Quốc luôn là quốc gia bày tỏ sự ủng hộ Taliban ngay từ đầu. Thế nhưng, những nỗi lo ngại vẫn không thể hoàn toàn dẹp bỏ. Mới đây, Trung Quốc chính thức lên tiếng, hy vọng Taliban vạch rõ ranh giới với các tổ chức cực đoan. Về nỗ lực cứu trợ nhân đạo, chuyến hàng viện trợ đầu tiên từ WHO đến Afghanistan. Trong những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới, Mỹ nôn nóng đối thoại khi hay tin Triều Tiên khởi chạy lại các lò hạt nhân. Nga tiết lộ chi tiêu không tiết tay vào vũ khí quân sự. Liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ, Nga phát hiện vết nứt mới trên trạm vũ trụ ISS có nguy cơ lan rộng. Tàu thám hiểm Trung Quốc gửi hình ảnh về 100 ngày đầu tiên trên sao hỏa. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 31 tháng 8 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Sau 20 năm đóng quân tại đất nước Nam Á đầy biến động, Cuối cùng vào thứ Hai ngày 30 tháng 8, Mỹ đã tuyên bố hoàn thành đợt rút quân cuối cùng trong bối cảnh bị bao vây bởi hàng loạt chỉ trích. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố hôm thứ Hai rằng sau khi quân đội Hoa Kỳ hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan, chính quyền Biden vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để giúp người Mỹ, người Afghanistan và những người khác rời khỏi quốc gia Nam Á. Phát biểu tại Bộ Ngoại giao, ông Blinken cho biết, cốt nhất là hơn 200 người Mỹ được cho là đã ở lại Afghanistan giờ đây các chuyến bay quân sự của mỹ đã kết thúc và quân đội của chúng tôi đã rời khỏi afghanistan một chương mới sẽ mở ra đó là một chương mà chúng tôi sẽ dẫn đầu bằng chính sách ngoại giao của mình. Nhiệm vụ quân sự đã kết thúc, một sứ mệnh ngoại giao mới đã bắt đầu. Cam kết của chúng tôi đối với tất cả người Mỹ ở Afghanistan và mỗi nơi trên thế giới vẫn tiếp tục. Bảo vệ và phúc lợi của người Mỹ ở nước ngoài vẫn là sứ mệnh quan trọng và lâu dài của Bộ Ngoại giao. Nếu một người Mỹ ở Afghanistan nói với chúng tôi rằng họ muốn ở lại bây giờ và sau đó trong một tuần hoặc một tháng hoặc một năm, họ sẽ liên hệ và nói, tôi đã thay đổi quyết định, Hoa Kỳ sẽ giúp họ rời đi. Ngoài ra chúng tôi đã làm việc tích cực để sơ tán và tái định cư những người Afghanistan đã làm việc cùng với chúng tôi và đặc biệt có nguy cơ bị trả thù. Chúng tôi đã loại bỏ nhiều thứ nhưng nhiều người vẫn ở đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giúp họ. Cam kết của chúng tôi với họ là không có thời hạn. Trong buổi phát biểu, ông Blinken cũng cho biết Kể từ hôm nay, Mỹ đã đình chỉ sự hiện diện ngoại giao của mình ở Kabul và chuyển các hoạt động của mình đến Doha, Qatar. Với các đàm phán ngoại giao trong thời gian tới sẽ xoay quanh mục tiêu kêu gọi Taliban giữ vững cam kết để mọi người tự do rời khỏi Afghanistan. Vì trước đó, Taliban đã cam kết sẽ để bất kỳ ai có giấy tờ hợp lệ rời khỏi đất nước một cách an toàn và có trật tự. Trong một thông tin gây sốc vừa được Reuters công bố cho thấy, nhiều người Afghanistan thương vong sau cuộc nổ bom vào sân bay Kabul hôm thứ Năm ngày 26 tháng 8 là do bị quân đội Mỹ nổ súng, chứ không hoàn toàn là do cuộc tấn công của tổ chức ISK. Ở một diễn biến khác, người dân Kabul hôm thứ Hai ngày 30 tháng 8 lại tiếp tục chỉ trích các cuộc không kích gần đây của Hoa Kỳ nhằm đáp trả lại ISK. Người dân ở Afghanistan cho rằng Hoa Kỳ luôn theo đuổi lợi ích riêng của mình và hy sinh người Afghanistan trong nhiều kịch bản tương tự. Bohan Nizami, một cư dân Kabul khi được phỏng vấn đã nói rằng, người Mỹ không có giấy phép hợp pháp để thực hiện các cuộc tấn công ở Afghanistan một cách tùy tiện. Trước đó, các cơ quan Mỹ đã công bố về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai của Mỹ vào hôm Chủ nhật ngày 29 tháng 8, đã bắn trúng một chiếc xe gài sẵn bom của lực lượng cực đoan nhằm tấn công sân bay Kabul khi các lực lượng của Mỹ đang nỗ lực hoàn tất cuộc trúc quân nhằm chấm dứt hai thập kỷ quân sự ở Afghanistan. Theo Reuters, sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan để lại khoảng trống trong chính sách vận hành của đất nước, dẫn đến lo ngại về khủng hoảng kinh tế và nạn đối lan trọng. Giá các mặt hàng như bột mì, dầu và gạo đang tăng nhanh và tiền tệ đang lao dốc. Những người đổi tiền qua biên giới ở Pakistan đã từ chối chấp nhận đồng Afghani. Mặc dù nhiều lần thể hiện sự ủng hộ dành cho lực lượng Taliban ở Afghanistan, tuy vậy Trung Quốc vẫn không thể gạt bỏ mối lo ngại của mình liên quan đến nhóm người hồi giáo đang tá túc tại Afghanistan, luôn mong muốn ly khai vùng Tân Cương của Trung Quốc, được biết đến với tên gọi là phong trào hồi giáo Đông Turkestan, gọi tắt là ETIM. Hôm thứ Hai ngày 30 tháng 8, các nhà chức trách của khu tự trị Tân Cương phía Tây Bắc Trung Quốc hy vọng Taliban Afghanistan sẽ vạch ra ranh giới rõ ràng với tất cả các tổ chức cực đoan và chống lại mọi hình thức tội phạm khủng bố, bao gồm cả phong trào Hồi giáo Đông Turkistan. ETIM Tại các cuộc họp báo về các vấn đề liên quan đến Tân Cương ở Bắc Kinh, Elizan Anayat, phát ngôn viên của chính quyền khu tự trị Tân Cương, lưu ý rằng Trung Quốc là nước láng giềng lớn nhất của Afghanistan và việc hợp tác với các lực lượng khủng bố như ETIM ở Afghanistan đã gây ra những mối đe dọa trực tiếp với hòa bình và ổn định của Tân Cương. Ông Anazat nhấn mạnh trong một thời gian dài, các lực lượng khủng bố, chẳng hạn như ETIM đã kích động, lên kế hoạch và thực hiện một loạt các hoạt động bạo lực dưới vỏ bọc tôn giáo, cũng như tư tưởng khủng bố bạo lực nhằm chia cắt Tân Cương khỏi Trung Quốc. Điều này đã gây ra nguy hại lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Phát ngôn viên của Tân Cương cũng cam kết quyết tâm của chính quyền khu tự trị trong việc đánh bại các lực lượng khủng bố như ETIM, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân các dân tộc, cũng như duy trì ổn định xã hội và thống nhất các quốc gia. Ông nhấn mạnh, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại sự ổn định và phát triển của Tân Cương đều thất bại. Trong một nỗ lực cứu trợ đất nước Nam Á, vào hôm thứ Hai ngày 30 tháng 8, một chiếc máy bay chở thuốc men và vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hạ cánh xuống Afghanistan. Đây là một chuyến hàng viện trợ đầu tiên được nhập cảnh kể từ khi đất nước này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Ahmed Onman Hari, giám đốc của WHO khu vực phía đông địa Trung Hải cho biết trong một tuyên bố, sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ để tìm ra giải pháp, tôi rất vui mừng nói rằng chúng tôi đã có thể tiếp sức cho các cơ sở y tế ở Afghanistan và đảm bảo rằng hiện tại các dịch vụ y tế do WHO hỗ trợ vẫn có thể tiếp tục. Hôm thứ Sáu tuần trước, WHO đã cảnh báo rằng Nguồn cung cấp y tế sẽ cạn kiệt trong vòng vài ngày tới ở Afghanistan. Đồng thời thông báo rằng họ hy vọng sẽ thiết lập một cầu hàng không vào thành phố Mazar-i-Sharif ở phía bắc vào thời điểm đó với sự giúp đỡ của chính quyền Pakistan. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 12,5 tấn vật tư đã được cung cấp vào thứ hai, bao gồm bộ dụng cụ chấn thương và bộ y tế khẩn cấp, đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản của hơn 200.000 người, cũng như cung cấp cho 3.500 ca phẫu thuật và điều trị 6.500 bệnh nhân chấn thương. Những vật tư viện trợ này sẽ được chuyển đến 40 cơ sở y tế ở 29 tỉnh thành trên khắp Afghanistan. Chiếc máy bay do chính phủ Pakistan cung cấp đã bay từ Dubai đến sân bay mazar i -Sharif. Đây là chuyến bay đầu tiên trong số 3 chuyến bay được lên kế hoạch với hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA để hỗ trợ tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế khẩn cấp ở Afghanistan. Một báo cáo của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hiệp Quốc IAEA hồi cuối tuần trước đã công bố một phát hiện đáng quan ngại rằng Dường như Triều Tiên đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân quan trọng tại khu phức hợp Yongbyon. Ngay lập tức, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã nhấn mạnh về nhu cầu đối thoại cấp bách giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên để tìm cách giải quyết các vấn đề phi hạt nhân hóa. Trong báo cáo của IAEA, lò phản ứng Yongbyon của Triều Tiên có dấu hiệu hoạt động trên 5 MW công suất, mức độ vốn được xem là có khả năng sản xuất plutonium để chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Nước này đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác về những diễn biến ở Triều Tiên. Báo cáo của IAEA được đưa ra sau chuyến thăm 4 ngày đến Hàn Quốc của đặc phái viên về Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden, ông Sung Kim. Chuyến thăm đó diễn ra khi mối quan hệ liên Triều leo thang bất đồng nhanh chóng vào tháng 7, khi các cuộc tập trận quân sự Mỹ Hàn Quốc mà Triều Tiên cảnh báo có thể gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh vẫn được khởi động. Cuộc tập trận chung Mỹ Hàn kéo dài 9 ngày bắt đầu vào ngày 16 tháng 8. Ông Kim nói với các phóng viên ở Seoul trong chuyến thăm của mình rằng Hoa Kỳ không có ý định thù địch với Triều Tiên và sẵn sàng gặp gỡ mọi lúc mọi nơi. Chính quyền của ông Biden cho biết họ sẽ tìm cách ngoại giao để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên nhưng không tỏ ra sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đầu tuần này đã tiết lộ tất cả các hệ thống vũ khí mới nhất của Nga, mà cụ thể là hơn 320 loại vũ khí, đều đã được thử nghiệm trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Ông Shoigu lưu ý, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã củng cố đáng kể vị thế của mình trong những năm gần đây. Vì mục tiêu này mà chương trình hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng đã được chính phủ Nga thông qua và kinh phí được rót không tiết tay vào các doanh nghiệp sản xuất vũ khí. Ông Shoigu chỉ rằng, các yêu cầu để hoàn thành kế hoạch mua sắm quốc phòng đã tăng lên đáng kể. Trong 9 năm qua, Nga đã nhận được 15.500 hệ thống vũ khí cho lực lượng mặt đất. Trong năm 1999-2002, quân đội Nga chỉ nhận được nhiều nhất 10 hoặc 19 máy bay, còn bây giờ con số là 140-150 máy bay hàng năm. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác để nâng cao vị thế của Nga. Chuyển sang những thông tin về lĩnh vực khoa học vũ trụ, theo Reuters, hôm thứ Hai ngày 30 tháng 8, các nhà du hành vũ trụ Nga vừa phát hiện ra những vết nứt mới trong một phân đoạn của trạm vũ trụ quốc tế ISS có nguy cơ nứt rộng hơn nữa. Vladimir Solovyov, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Energia, nói với hãng tin RIA rằng các vết nứt đã được tìm thấy ở một số nơi bên ngoài trên mô đun Zarya. Điều này thực tệ và cho thấy rằng các vết nứt sẽ bắt đầu lan rộng theo thời gian. Ông không cho biết liệu các vết nứt có làm rò rỉ không khí hay không. Trước đó, quan chức không gian đã nói rằng, phần lớn thiết bị của trạm vũ khí quốc tế bắt đầu cũ và cảnh báo có thể xảy ra tình trạng đình công của các thiết bị đến tuổi nghỉ hưu sau năm 2025. Các quan chức Nga tháng trước cho biết, một trục trặc phần mềm và khả năng những nhân viên quan sát thiếu sự chú ý của con người là nguyên nhân khiến cho ISS hư hỏng mất kiểm soát. Máy đẩy phản lực trên mô-đun nghiên cứu của Nga Nauka đã vô tình bật lại vài giờ sau khi nó cập cảng, khiến toàn bộ tiền đồn quỹ đạo chệt ra khỏi vị trí bay bình thường với bảy thành viên của phi hành đoàn trên tàu. Roscosmos, cơ quan vũ trụ của Nga cũng báo cáo vào tháng trước về việc giảm áp suất trong mô đun dịch vụ Zeda, nơi cung cấp nơi ở cho các thành viên phi hành đoàn trên tàu ISS do rò rỉ không khí. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, Họ sẽ vẫn là một phần của ISS cho đến năm 2024, và cơ quan này sẵn sàng mở rộng sự tham gia của mình sau đó. Trong lúc đó, Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc CNSA đã công bố một bức ảnh mới, được chụp bởi tàu đổ bộ thám hiểm sao hỏa chúc dung của Trung Quốc khi nó đã du hành tổng cộng 100 ngày trên sao hỏa. Con tàu đổ bộ 6 bánh chạy bằng năng lượng mặt trời giống như một con bươm bướm xanh và có khối lượng 240 kg đã đi 889 m trên bề mặt sao hỏa và đã thu được khoảng 10 GB dữ liệu chính kể từ khi nó chạm bánh xe vào bề mặt sao hỏa giữa tháng 5, CNSA cho biết. Sứ mệnh Thiên vấn 1 của Trung Quốc bao gồm tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, được phóng vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Từ trung tâm phóng vệ tinh Văn xương ở tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào ngày 10 tháng 2 năm 2021, tàu thăm dò Thiên vấn 1 của Trung Quốc đã đi vào quỹ đạo thành công quanh sao hỏa sau chuyến hành trình dài gần 7 tháng từ trái đất. Thiên vấn 1 sau đó đã hạ cánh xuống một khu vực được chỉ định trên sao hỏa, ở phần phía nam của Utopia Planitia vào ngày 15 tháng 5. Tiếp đó, tàu đổ bộ Trúc Dung đã lái xe từ bệ hạ cánh xuống bề mặt sao hỏa vào ngày 22 tháng 5, bắt đầu chuyến khám phá hành tinh đỏ kể từ đó. Kết thúc bản tin hôm nay bằng câu chuyện về nỗ lực của người dân Liban trong việc tìm ra giải pháp cho tình trạng thiếu điện. Trong bối cảnh của khủng hoảng nhiên liệu ngày càng trầm trọng ở Liban và tình trạng mất điện ngày càng gia tăng, một công dân Liban có tên là Mohammad Jihab đã tự lắp đặt một bộ cung năng lượng mặt trời trong nhà của mình để sản xuất ra điện người đàn ông chia sẻ rằng đất nước của anh ta đang phải hứng chịu điều mà ngân hàng thế giới mô tả là một trong những thời kỳ suy thoái sâu sắc nhất của lịch sử hiện đại tình trạng thiếu nhiên liệu trong tháng này dẫn đến việc điện do nhà nước cung cấp chỉ có sẵn trong vài giờ mỗi ngày người dân liban phải đối mặt với môi trường không có ánh sáng và cái nóng bức của mùa hè vì vậy giải pháp thay thế điện bằng năng lượng mặt trời là một điều hết sức cấp bách giải pháp năng lượng tái tạo mặc dù không mới đối với liban và thế giới nhưng đã trở thành một cứu cánh kịp thời và phổ biến hơn ở liban trong những tháng gần đây Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính ngày càng sâu sắc đã xảy ra ở quốc gia Trung Đông nhỏ bé này, một công ty lắp đặt hệ thống bản điều khiển năng lượng mặt trời, Metric Engineers, đã tăng gấp đôi đội lắp đặt của họ từ 2 lên 4. Theo người đồng sáng lập và quản lý công ty, nhu cầu mua hàng đã tăng 5% so với trước đó. Việc triển khai giải pháp thay thế bằng năng lượng mặt trời có thể coi là giải pháp tích cực và phù hợp tại Liban, vì đất nước này có hơn 300 ngày nắng và họ có thể dựa vào mặt trời hơn 10 tháng một năm. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Liban đang ngày càng trầm trọng khi các tiệm bánh, doanh nghiệp và bệnh viện phải thu hẹp các hoạt động hoặc thậm chí là đóng cửa hoàn toàn, khiến cuộc sống của người Liban vốn đang phải chịu đựng khủng hoảng tài chính càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều người nói rằng điều kiện sống tồi tệ hơn trong cuộc nội chiến năm 1975-1990. Nó đánh dấu một mức thấp mới trong cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra vào cuối năm 2019. Kết quả của nhiều thập kỷ tham nhũng và chính sách quản lý không hiệu quả của chính quyền khiến hơn một nửa dân số chìm trong đói nghèo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong những bản tin tiếp theo.